Hello, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay em Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 4 căn ở phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ. Thì lời đầu tiên cho em Ánh xin gửi tới toàn thể mọi người đang xem kênh Nhà Tốt với những lời chúc sức khỏe và xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới tất cả quý khách hàng một cái dự án mới là dự án 4 căn mọi người ạ, gồm có 2 căn phía mặt ngõ và 2 căn ở phần bên trong. Vị trí của 4 căn nhà này là thuộc phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với lại cái căn nhà này cách cái trục đường chính mà cổng làng Văn Phú đi vào nó rơi vào khoảng tầm 300m mọi người ạ. Và cách cái rất là nhiều những cái trung tâm của quận Hà Đông mọi người nhá. Ví dụ cách siêu thị Mê Linh, Plaza, Ủy ban Nhân dân quận rất là gần. Và xung quanh cái vị trí của căn nhà em Ánh quay thì có rất là nhiều những cái tiện ích xung quanh, ví dụ như trường mầm non, trường tiểu học Phú La rất là gần mọi người ạ. Thì hôm nay em Ánh sẽ quay một trong 4 căn nhà này gửi tới quý khách hàng. Dự án này thì 4 căn có cái diện tích là từ 31m² cho đến 36m², giá chào bán từ 2.350.000.000 mọi người nhé. 4 căn này đều đã có giấy tờ sổ đỏ đầy đủ, pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mọi người xem kênh của em thì cứ yên tâm, giá em update là công khai, mọi người không phải lo lắng về cái việc mà cái giá này có phải là giá chuẩn hay không, hay là chỉ là câu view thôi mọi người nhá. Và em Ánh sẽ gửi tới mọi người cái căn lô góc. Như mọi người quan sát đây, mặt tiền của căn lô góc này thì nó hơn 4m và được ốp đá màu nâu rất là đẹp. Với căn lô góc này rất là thoáng, diện tích là 36m và căn lô góc này thì cái giá chào bán là 2.470.000.000 cả nhà nhé. Ngõ trước nhà đây mọi người này, ngõ trước nhà thì khoảng tầm 2m rưỡi và cách cái trục đường ô tô có thể đi lại được thì nó rơi vào khoảng tầm 150m mọi người nha. Đây chính là phần cửa chính của ngôi nhà, được thiết kế một lớp cửa rất là chắc chắn mọi người ạ, cửa sắt sơn tĩnh điện, sơn màu tối màu đen. Và cái mặt tiền của ngôi nhà thì là được ốp gạch 60-60 đây, rất là đẹp.
Mời mọi người hướng vào trong phía phòng khách của ngôi nhà cùng em nhé. Xem vị trí cái căn phòng khách này được thiết kế như thế nào. Đây, nhà vẫn còn một chút chút hơi bừa bộn một chút mọi người ơi, nhưng mà cũng gần như là đã hoàn thiện xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Cái căn phòng khách như mọi người quan sát là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, thiết bị điện, màu sơn cũng như là phần gạch ốp cũng như lát đều đã được thiết kế xong hết rồi. Với hiện trạng của căn nhà thì đúng là chủ nhà chỉ cần dọn một chút ít cái đồ ở góc này thôi là mọi người có thể dọn đồ về ở rồi mọi người ạ. Và đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà nha mọi người, khá là rộng. Màu sơn của cái ngôi nhà này là màu trắng, chủ nhà thiết kế màu trắng và có cách điệu một chút ở phía phần dưới khoảng tầm 1 mét mọi người ạ, là chủ nhà để màu ghi cách điệu ở dưới tầng 1 cho tới lên trên tầng 2. Làm phần sơn cách điệu cũng như là chân tường là ốp gạch. Đây mọi người này, gạch giả gỗ. Nhìn vào cái căn nhà này nó có một cái gì đó nó rất là mới lạ và nó phong cách hiện đại mọi người nhá. Kể cả mọi người có thể quan sát giúp em cái trần thạch cao cũng vậy, được thiết kế theo kiểu hiện đại mới nhất, hoa văn trang trí rất là đẹp và còn màu sơn trên cả các phần trần thạch cao nữa, rất là bắt mắt luôn ấy. Ở phía phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ là có một cái cửa ngách để mở ra để lấy thoáng vào cái trong cái ngôi nhà này, rất là thoáng, rất là mát mọi người ạ. Hướng nhà của cái căn nhà này thì hướng đông nam cho nên là mùa đông thì ấm và mùa hè thì rất là mát. Cái căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người nhá. Điện lực thì là điện lực Hà Nội và nước sạch quận Hà Đông. Và sau đây em Ánh xin mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhá. Đây phần màu bếp đây mọi người có thể nhìn thấy được thiết kế cũng rất là chỉn chu và tinh tế, với cái màu sắc của tủ bếp cũng rất là trang nhã và tươi trẻ. Cái chất liệu làm nên cái phần tủ bếp này thì là gỗ sồi mọi người nhá, gỗ sồi Nga. Tuy nhiên thì còn một chút về phần phụ kiện bếp nữa, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện sớm nhất để mọi người khi nào mà có thể dọn về ở là sẽ hoàn thiện xong hết rồi. Phần mặt bếp cũng như là xung quanh bếp mọi người có thể quan sát là đã được ốp gạch 30-60 mọi người ạ. Về cái độ thẩm mỹ cũng như sau này về lau dọn nó sẽ rất là dễ dàng với lại các bà nội trợ nhé. Và đây chính là phần chậu rửa cũng như là vòi rửa mọi người ạ. Đó, nước thì đã có rồi. Chất liệu của cái vòi chậu và cái chậu rửa này là inox 304, bền vững với thời gian mọi người nhá, chống rỉ. Tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh phụ mọi người ạ. Đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi chậu, rồi hệ thống lavabo và có một chiếc máy bơm lên cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà mọi người nhé. Đây như mọi người nhìn, chủ đầu tư này rất là tỉ mỉ và chi tiết khi mà ốp cái phần cầu thang này mọi người này. Đây này, ốp gạch trang trí, gạch đá trang trí rất là đẹp mắt, tạo nên cảm giác vào cái căn nhà này nó có cái gì đấy rất là hiện đại mọi người ạ. Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, xem tầng 2 của ngôi nhà thì đã được thiết kế như thế nào. Mọi người có thể thấy là cái mặt bậc cũng như là cổ bậc cầu thang được ốp đá marble mọi người ạ, màu đen trắng khá là tinh tế. Đây này, cũng như là cái vân màu sơn mà như dưới tầng 1 ý, chủ đầu tư đi từ tầng 1 lên dưới tầng 2 chỉ tầm 1 mét thôi nhưng mà tạo cho một cái không gian nhà nó có một sự cách điệu khá là lạ mắt. Và đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Mọi người có cảm thấy một cái không gian ấm cúng khi mà bước chân vào đây thì thực sự em Ánh cảm thấy nó rất là ấm cúng với cái tông màu đèn ấm áp và cái hệ thống trần thạch cao thiết kế cũng rất là tỉ mỉ, rất là đẹp, rất là cách điệu luôn. Chủ đầu tư thì có lắp đặt luôn cái hệ thống rèm cửa mọi người ạ, để che nắng cho cái căn nhà này.
cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm phải đến khoảng tầm 30m đấy mọi người ạ. Khá là rộng. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài thì là cũng được thiết kế hai lớp mọi người nhá. Lớp ngoài là nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Màu sắt sơn tĩnh điện này thì là màu đen, không giống với những cái màu mà em Ánh trước kia hay quay một số nhà thì là màu ghi, màu trắng. Nhưng mà chủ nhà chọn cái tông màu của cái ngôi nhà này là màu đen và trắng nên là rất là sang trọng mọi người ạ. Và mọi người nhìn thấy xuống nền ở phía dưới giúp em nhé. Mọi người có nghĩ đây là gạch không ạ? Đây chính là gạch lát nền kích thước 60-60. Nhưng nếu như mà nhìn qua video thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ đây là sàn gỗ. Bởi vì cái màu của nó rất là đẹp, rất là giống sàn gỗ đấy mọi người ơi. Và phía bên trong của cái căn phòng ngủ này thì là có một nhà vệ sinh khép kín. Mời mọi người theo em, đây chính là cái phía căn phòng vệ sinh đây mọi người ơi. Được tỉ mỉ và rất là cầu kỳ. Chủ đầu tư này thì rất là kỹ tính luôn. Đầy đủ hết cả hệ thống kệ này, bồn cầu này, sen cây tắm nóng lạnh. Và cũng tông màu đen mọi người nhá. Màu đen và vàng nhìn rất là trang, nhìn rất là đẹp mắt cũng như là nhìn nó sang trọng cho toàn bộ cái gian phòng tắm ấy mọi người. Đây. Và thương hiệu của cái bộ sen tắm cũng như là cái lavabo này mang thương hiệu là Korea mọi người ạ. Và cái căn phòng vệ sinh này thì là được ốp gạch 30-60 lên tới trần. Gạch ở phía bên dưới thì là hoa văn chống trơn trượt kích thước 30-30 mọi người nhé. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này là cửa gỗ lim mọi người ạ. Rất là nặng tay và chắc chắn. Và tiếp theo em xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của cái ngôi nhà này thì cũng được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thiết kế tương tự như tầng 2. Nhưng mà thay vào đó thì nhà vệ sinh ở trên tầng 3 là đặt ở bên ngoài mọi người ạ. Còn nhà vệ sinh ở tầng 2 thì đặt là ở phía bên trong. Và nhà vệ sinh tầng 3 thì cũng không có gì khác biệt so với tầng 2 lắm về cái màu gạch ốp cũng như là hệ thống sen cây và kệ để đồ tam giác cũng như là đây mọi người này, vắt khăn giàn nữa. Những cái chi tiết này thực sự rất là nhỏ thôi nhưng mà nếu như mà quý khách hàng nào thường xuyên xem video của em thì sẽ có sự để ý đấy ạ. Đây mọi người nhá, đây chính là tầng 3 đây. Thay vì để nhà vệ sinh ở phía bên trong thì cái nhà vệ sinh ở trên tầng 3 để bên ngoài nên là tạo một cái không gian phòng này nó rất là rộng luôn ấy. Và tầng 3 thì đây cũng được lắp rèm cửa rồi mẹ ạ. Rèm cửa màu xanh. Màu xanh mọi người ơi, rất là đẹp luôn đây này. Thực ra em Ánh, nếu như mà em Ánh để nói quay cái nhà này thì rất là thích những cái chi tiết nhỏ mà anh chị chủ đầu tư trang trí và thiết kế từ cái đèn ngủ cho đến cái hệ thống trần thạch cao. Mỗi một tầng nó có một sự khác biệt là tạo cho một cái chủ nhà có như kiểu lên các tầng ấy nó không có sự chán mắt luôn ấy mọi người ạ. Và cuối cùng em xin mời mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà xem tầng 4 được thiết kế như thế nào nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 đều được làm bằng chất liệu là gỗ lim và hệ thống lát đá lát cầu thang thì là đá mắt bồ mọi người nha. Đây rồi mọi người ơi, ở đây rất là khác biệt, em đang phải nghĩ như thế nào để nói cho mọi người hiểu nhất. Xin mời mọi người hướng theo em, đây chính là phần tầng 4 nha. Và khi bước chân lên trên phía cầu thang thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái giếng trời ở phía bên trên để lấy ô sáng cũng như là cái không khí thoáng cho cái khu vực cầu thang và hành lang mọi người ạ. (Cười)
Và đây chính là phần phòng thờ mọi người nhá. Tuy nó không quá lớn nhưng mà em thấy chủ nhà muốn tiết kiệm tối đa cái chi phí, tối đa cái diện tích cho cái ngôi nhà này, nhưng mà vẫn đầy đủ, đảm bảo đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Người Việt Nam mình thì luôn luôn có về cái tâm linh mọi người ạ. Bao giờ cũng vậy, nhà nào cũng thế, cũng có ban thờ. Nên là đây, như này là anh chị thiết kế một cái phòng thờ riêng, rất là khác biệt với những cái căn mà em ánh quay gửi tới mọi người thì thường thường là có phòng riêng ấy. Nhưng mà ở đây thì nó ô nhỏ thôi nhưng nó cũng là một cái sự rất là riêng biệt cho cái ngôi nhà này, tạo nên một cái điểm nhấn này cũng khá ấn tượng. Nếu như quý khách hàng nào mà đang có ý định xây dựng ấy thì cũng có thể tham khảo cái mẫu nhà này ở bên em xem là thiết kế như thế này thì có phù hợp không nhá. Đây chính là phần để máy giặt mọi người ạ. Trên tầng 4 này, đây là phần để máy giặt và đây là cửa thoáng hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Màu sắc gạch ốp lát rất là đẹp luôn, rất là tinh tế và rất là tỉ mỉ. Đây là mọi người nhìn này, ở trên này là thiết kế trần thạch cao đây, rất là đẹp luôn. Ở trên này chủ nhà có thiết kế thêm hai phòng nhỏ nữa mọi người ạ. Đây này. Và phòng nào cũng được lắp đặt đầy đủ về rèm cửa cũng như là cửa sổ để lấy thoáng vào trong cái căn phòng đấy. Nói chung ý, cái căn nhà này thì như thế này là có tới tận 4 phòng đấy mọi người ạ. Có tổng cộng là 4 phòng, gồm có 2 phòng lớn, tầng 2, tầng 3 và trên tầng 4 này thì có 2 phòng nhỏ mọi người nhá. Và cái phòng này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 mét thôi mọi người ạ, tầm đó thôi. Mời mọi người hướng theo em sang căn phòng tiếp theo. Đây nữa. Đây là một căn phòng nữa mọi người nhé. Đó. Thì là em ánh gần như quay cũng rất là chi tiết về cái căn nhà này rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì em xin nhắc lại nhé. Vị trí của ngôi nhà là thuộc phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái giá chào bán là chỉ từ 2 tỷ 350 triệu đồng. Tất cả đều đã có sổ đỏ đầy đủ, chính chủ. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì ủng hộ em một like cũng như là đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.